cháo thế này, cái nồi cháo kia mới cho ít 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 bột vào trong cái nồi cháo ấy thôi, rồi là nước với ít bột, rồi sau là cái bột mà nhào rồi xoành xe lên nên nó rơi xuống là như trẻ con nó cứ bảo là đun cháo đun nó như con đun nó rơi xuống này, là bột ít rồi còn cây nữa nên nó thành cháo, gọi là cháo cánh, ngoài này gọi cháo thế, quê nhà mình gọi cháo cánh, cháo ăn ngon lắm, có thịt thì cho vào trong nồi vậy, mà không có thì thôi. Cái xe này xe phải xe là khéo nó mới rơi, nó mới bé chứ không có nó bà to. Ngày xưa bà ngoại mình làm khéo lắm, toàn bà ngoại làm, bà Hương Phúc, ông bà bố mẹ chồng ông bà Hương giống. Hôm nay thứ tư 28 tháng 12, thứ năm 29, thứ sáu 30, thứ bảy là mùng 1 Tết rồi. Mấy ngày cứ gọi là 3 ngày Tết, 3 ngày. Có phong tục từ trước là các gia đình là phải làm cỗ rồi đưa đến nhà thờ cúng, làm cỗ bài lên mâm, có rồi nhiều ai ai bày được nhiều món là người ta cứ bình luận, là ai không bày được thì ít thì lấy nhiều đồ các thứ, thứ bánh thứ cái lọ trong cái nồi cháo, những các có thịt nữa, cả bột rồi cả cái xe này, rồi nó cứ nhỏ nhỏ hơn cái que này, hơn cái dây này, nhưng mà ăn ngon lắm, nhưng người khéo tay làm được, chứ không có gì thuê từng cục không, như là có cái bột nó không chín hết được.